Ủa, hình như hôm nay là đặt tên cho các loại cà đúng không ta? Dạ đúng rồi ông ơi, con trước nha ông ơi. Ok, vậy bây giờ nói ông nghe, con là có cái đặc điểm gì nổi bật nè? Dạ, người ta mà cắn con á là nghe kêu một cái rột như là tiếng pháo vậy đó ông. Nghe như tiếng pháo hả? Vậy thì cà pháo. Dạ, con cảm ơn ông nhiều. Dạ, còn con mà xay ra chế với nước sôi á là chỉ cần uống một ngụm buổi sáng thôi, tỉnh ngủ, phê cả ngày luôn đó ông. Vậy thì còn cái tên nào khác nữa? Cà phê. Nghe tên hấp dẫn quá à. Dạ, con cảm ơn ông. Rồi, vậy là xong rồi đúng không ta? Dạ ông ơi, còn con nữa nè ông ơi. Ủa gì vậy? Nhìn con đâu có giống trái cây đâu. Hôm nay là đặt tên cho các loại ca mà. Ủa vậy hả? Vậy là con đi lộn ngay rồi. Dạ, vậy thôi con về nha, có gì mai con ghé lại. Ủa khoan khoan, sao tự nhiên đứng cạnh con này á, thấy lạnh quá vậy ta? Em lạnh lắm, anh rời em thử đi, em lạnh lắm. Cái gì vậy trời? Cái gì mà trước mặt ta mà cứ rờ em ghê vậy trời? Rờ em rem. Tên mày là rem luôn đó, mai khỏi tới. Ủa? Ủa mà khoan, hôm nay đặt tên cho các loại cà mà. Cà rem. Ủa? Dạ con có tên tiếng Anh rồi á, là khỏi đặt tên tiếng Việt nhau. Cái gì mà thích tên tiếng Anh quá vậy? Rồi tên tiếng Anh mày là gì? Nói nghe thử coi. Dạ tên tiếng Anh của con là Curry. Curry thì nó khó đọc quá. Cà ri đi, cho nó dễ đọc. Ông. Rồi, đứa tiếp theo. Đừng có bày đặt tên tiếng Anh nữa nha. Dạ ok ông luôn. Không tên tiếng Anh nữa. Tên tiếng Pháp. Cravat. Cà vạt. Ông. Tôi nói tụi bay nghe nè, ông trời ông ghét mấy đứa nói tiếng nước ngoài lắm, nói cái là bị đì liền. Tụi bay đúng là dại ghê á. Cái gì? Dại ghê? Ông trời đất ơi, sao tự nhiên nhắc tới cái đó của tôi vậy? Cái con kia nữa, sao tự nhiên mày nhắc tới cái đó của bạn vậy? Đâu, con nói là dại ghê, nó nghe bị nhầm ông ơi. Thôi thôi đừng có cãi. Ông cũng nghe ra cái từ đó đó nha. Mày tin ông đặt tên mày là cái đó luôn cho mày nhớ nha. Nhưng mà con có tên rồi mà, tên của con là Cà Tím. Thì thêm một tên nữa có sao đâu. Cà tím hoặc là cà giả dê. Dạ con chào ông, con chào mọi người. Ủa cái trái gì đấy? Nhìn mình nổi hết cả da gà luôn á. Ủa, ông là bầu trời mà, làm gì có da đâu mà nổi da gà. Ha, quên. Thôi bây giờ vô việc chính nè. Con có nấu ăn được không vậy? Gì vậy ông, con tay đâu ra mà nấu ăn? Không, ý là nguyên liệu để làm đồ ăn á. À, dĩ nhiên là không rồi ông ơi. Ăn tụi con vô gai chết mồm thì sao? Với lại tụi con độc lắm. Độc lắm hả? Ê sao nghe ghê quá vậy? Dạ đúng rồi, độc lắm. Nhưng cũng chính vì cái sự độc đó mà tụi con được bào chế làm thuốc á ông. Ái chà chà, đã độc rồi mà còn làm thuốc được nữa. Thuốc là gì? Thuốc là dược. Cà độc dược. Trời đất ơi, nghe cái tên đúng là muốn hết đụng vô luôn á. Thì phải đặt tên như vậy để cảnh báo mọi người không có đụng vô mày chứ. Dạ ok ông, con đọc mà, con chấp nhận. Rồi, đứa tiếp theo. Nhanh lên ông ơi, nhanh lên, đặt tên cho con đi ông ơi. Ủa sao vậy? Sao cuống cuồng lên vậy? Đặt tên nhanh đi, con về nấu ăn. Trời đất ơi, thôi tao không đặt tên cho mày đâu. Tao sẽ đặt tên cho mày cuối cùng. Lui sau đi. Ủa, dạ con chào ông. Rồi, để ông coi đặt tên gì cho nó phù hợp với mày nha. Mày có hình dáng là tròn. Vậy mình đặt tên là ca tròn. Cái tên này nghe cũng được, nhưng mà mình đặt thêm một cái tên khác được không ông? Tại vì bây giờ trái cà nào cũng hình tròn mà, đâu phải mỗi con đâu. Vậy thì mày có ăn được không vậy? Con làm gì có miệng mà ăn, cái miệng của con là miệng tượng trưng nói chuyện cho vui thôi à. Con quan hợp bằng ánh sáng mặt trời ông ơi. Ý ông là có làm nguyên liệu để nấu ăn được không ý? Cái đó thì được, con với thằng tỏi mà vô chung một nồi á là hết nước chấm. Xào chung với tỏi hả? Ê vậy có đây nè. Bây giờ xào xong rồi bỏ vô đâu? Bỏ vô dĩa đúng không? Cà dĩa. Bỏ lên bát cũng được mà, đâu nhất thiết là phải bỏ lên dĩa đâu. Vậy thì thêm một tên nữa. Cà bát. Trời, bắt đầu thấy nó hơi cồng kềnh lắm rồi đó nha. Hay là bây giờ ông đặt thêm một cái tên khác nữa đi ông. Cái gì vậy trời? Ông chưa bao giờ đặt đứa nào quá hai cái tên đâu. Mà mày đòi tận bốn cái tên hả? Cũng vừa thôi chứ. Dừa. Cà dừa hả ông? À, thì đó là do con nhìn cũng hơi giống trái dừa nên đặt tên cho con là cà dừa. Ok, con chịu. Ai cảm ơn ông. Vui quá à. Vậy là mình có tận 4 cái tên, tha hồ cho mọi người gọi luôn. Trời đất ơi, tụi bay nhìn nó kìa. Ông ơi, đi mà, đặt tên cho con lẹ đi, gấp lắm rồi. Ông đã nói ông sẽ đặt tên mày cuối cùng mà. Mày lui sau đi, đứa tiếp theo. Dạ chào ông, chào các bạn. Ủa, cái con này quen quá nha. Ủa tao nhớ là tao đặt tên cho con một lần rồi mà. Dạ dạ chưa ông ơi, con chưa bị đặt tên lần nào hết á. Chưa bị đặt tên là sao? Phải là chưa được đặt tên chứ, sao lại bị? Thì tại vì cô giáo dạy á, cái gì mà vui vẻ, hân hoan á thì mới dùng từ được. Ví dụ như là được tặng quà nè, được đi chơi nè. Còn cái nào mà tiêu cực á thì mình dùng từ bị. Ví dụ như là bị phạt nè, bị ăn đòn nè, bị đặt tên nè. Thì ra đối với tụi bay á, cái việc đặt tên là giống như một hình phạt vậy đó hả? Ok, vậy bây giờ ông hỏi lại,
con đã bị đặt tên chưa? Dạ, con chưa bị. Ủa, ca chưa bị là ca gì trời? Ủa là trời ơi là trời. Thì ai mượn cái thái độ mày chi? Ông là ông ghét đứa nào có cái thái độ kiểu đó lắm. Thôi bây giờ vậy nha, coi như là con năn nỉ ông đi, mình giữ lại cái tên này cũng được, nhưng bây giờ mình bỏ hết dấu đi luôn được không ông? Bỏ dấu là bỏ dấu sao? Bây giờ ca chưa bị, bây giờ mình bỏ hết dấu đi là thành cà chua bi. Đúng rồi, là cà chua bi đó, nghe dễ thương hơn nè. À, nhìn mày giống trái cà chua thiệt, mà nhỏ hơn, hèn chi, thấy quen quen. Ê, cái tự nhiên vậy, đặt tên cà chua bi, nó cũng hợp lý nè. Cảm ơn ông, cái này mới gọi là được đặt tên nè. Ông ơi ông, lẹ đi ông ơi, lẹ đi, con gấp lắm rồi. Sao mà cái con này nó cứng đầu ghê trời. Ok, bây giờ ông đặt tên cho mày luôn nha. Cà cuốn. Ủa là sao vậy ông? Sao lại cà cuốn? Cuốn này là cuốn mùng cuốn màng đúng không ông? Hồng bé ơi, cuốn này là cuốn cuồng á. Nãy giờ mày cứ cuốn cuồng hết cả lên là sao? Ok ông, con sao cũng được á, miễn sao có tên là được rồi. Yeah, về nhà nấu ăn thôi. Ủa khoan, nấu ăn là sao? Nấu ăn là mày về nhà mày bắt cơm, xong rồi mày kho thêm nồi cá rồi mày ăn trưa hả? Dạ không, con là nguyên liệu. Nguyên liệu là sao? Mày mà cũng có người nấu mày lên ăn đó hả? Nước mắm, tinh dầu, chiên, nướng, quay, món nào con cũng lên nồi được hết á. Ghê quá à, đi về đi cà cuốn ơi. Ok ông, con về nhà làm món cà cuốn chiên giòn đây, bye bye. Trời đất ơi, sao mà nó chiên giòn mà nó vui dữ vậy bây. Ê mà kể ra giờ đứa nào cũng như thằng cà cuốn thì hay biết mấy. Có tên là được, chứ không cần quan trọng tên hay tên dở. Con nè ông ơi, con cũng cần có tên thôi là được à. Thiệt không dạ? Vậy bây giờ ông đặt tên cho mày luôn nha. Cái thân mày có gai, đặt tên là cà gai. Thôi, cà gai nghe nó ghê lắm. Với lại là cái tên đó nó chưa có đủ đặc sắc. Ủa, sao mới nói có tên là được, không quan trọng tên hay tên dở. Thôi được rồi, bây giờ nha, cái thân mày là thân leo, thì mình đặt tên là cà leo. Thôi, cà leo giờ nói ngược lại là kèo la là cà leo, kéo là cá leo, kéo là... Thôi mày bớt xàm đi được rồi đó. Nhiều chuyện dễ sợ luôn, bây giờ cà gai cũng không chịu, cà leo cũng không chịu. Vậy bây giờ đặt tên là cà gai leo. Cà gai leo hả? Cà gai leo là kèo gai la, kèo gai la là cà gai leo, cà gai leo là kèo gai la. Thôi mày kệ nó đi. Bây giờ còn đứa nào không nè? Dạ con chào ông. Ủa mà con đâu phải là quả cà đâu ta? Thì hôm nay là đặt tên cho các loại cà, chứ đâu phải là đặt tên cho các trái cà đâu. Hồi nãy ông còn đặt tên cho con cà cuốn mà. Ờ ha, con nói cũng hợp lý. Thôi bây giờ nói ông nghe, chức năng con là gì nè? Dạ con là dùng để mà chơi không? Mọi người cứ đặt chân lên con nè, xong rồi đi thôi. Ủa gì ghê vậy, rồi lỡ té sấp mặt thì sao? Thì đó, cho nên đi phải khéo. Đi phải khéo hả? Vậy mình đặt tên là cà khéo. Cà khéo là kèo khá. Đứa nào đi khéo thì mình khen là kèo này khá. Hay, quá hay. Cái chữ khéo này nghe nó hơi nặng nề không? Ví dụ như là đi không khéo, hoặc là bị khều, xong rồi bị té chỏng queo. Eo. Vậy thì bây giờ là cà khéo hay là cà khéo? Hay là mình trung bình cộng hai cái chữ khéo với chữ khèo lại đi, thành cà khéo. Cũng được. Dạ, cái này con đồng ý. Rồi, vậy hôm nay xong rồi đúng không? Tất cả loại cà đều đã có tên rồi đúng không nào? Khoan ông ơi. Thật ra thì ngoài những cái cá nhìn thấy được, ví dụ như là cà chua, cà tím, cà khéo, rồi cà cuốn á, thì còn rất nhiều loại cà khác không thấy được mà vẫn cần để đặt tên á ông. Cái này lạ lắm rồi nha, tại vì ông toàn đặt tên đến những cái thứ mà thấy được thôi à. Chứ bây giờ cái thứ gì không thấy được mà cũng là cà, mày nói thử ông nghe coi. Con ví dụ nha, ví dụ thôi nha. Đi cà kheo mà đi hỏng khéo, cái bị té, què giò, rồi mình đi khập khiển thì mình gọi là cà. Vậy thì bây giờ mình gọi là cà thọt đi. Ví dụ tiếp nè, đi cà kheo mà đi khéo, xong rồi về đích, mình vui quá, mình nhảy lên. Cà tửng. Hay quá nha. Vậy bây giờ ví dụ như ông trời ở trên cao, muốn chơi cà kheo nhưng không có chân để leo lên cái cà kheo thì mình gọi là... Là mày đang cà khịa ông đó. Con giỡn thôi mà lã gì ghê hả? Rồi mày có biết mấy cái đứa mà không biết lúc nào thật lúc nào đùa lã gì không? Là gì không? Cà rỡn. Hay quá à. Hôm nay ông trời đúng là lanh thiệt luôn á. Dạ dạ là xong rồi đó. Ông về đi cho tụi con ở lại tán chuyện. Cà ke ve ngỗng. Vậy mà cũng có thêm một từ nữa nè. Ông trời giỏi quá. Đặt tên quá trời là cà. Cà lâm. Hả? Ủa vậy hả? Ok. Rồi vậy hôm nay là xong rồi nha. Bye bye mọi người. Cà nhính.